Kiểu đàn ông mà khiến phụ nữ sa ngã nhiều nhất không phải là anh ấy có bao nhiêu tiền, mà là thả anh ấy ra ở đâu, anh ấy cũng có thể kiếm được tiền. Và người đàn ông mà tất cả những người phụ nữ vừa thích, vừa sợ chính là người đàn ông có giá trị. Anh ấy quyết đoán, có đam mê, biết phấn đấu và có chút ham vui, nhưng lại luôn biết điểm dừng. Tiền đối với anh ấy chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình mà anh ấy tạo ra. Cái quan trọng nhất vẫn là giá trị nhân cách, đấy chính là kiểu người đàn ông, phụ nữ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng ở bên cạnh, ngay cả khi anh ấy chưa có gì cả. Và đàn ông như thế chính là người khiến chị em vừa thích vừa sợ mất đi. Các bạn nữ thấy có đúng không?